Điều tra xác minh vụ phó bí thư xã ở Tiền Giang nghi say rượu gây tai nạn giao thông. Ngày 27 tháng 3, ông Nguyễn Văn Năm, bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông mà ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã có liên quan. Quan điểm của lãnh đạo xã là nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn giao thông thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và nghị định 112 của chính phủ. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 3, em Châu Thị Ngọc Mờ, 22 tuổi, ngụ ấp Mỹ An B, điều khiển xe máy mang biển số 63B480437 lưu thông trên đường giao thông ấp Mỹ Thọ, xã Mỹ Tịnh An thì bị xe gắn máy đi ngược chiều do ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã tông trực diện, làm em M bị té ngã phải đến bệnh viện khám điều trị với thương tích là chấn thương phần mềm cổ tay, cổ chân, trầy xước tay chân. Ông Dương bị té ngã vào lề đường cách hiện trường khoảng 50m. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, ông Nguyễn Bá Dương sau khi gây tai nạn có biểu hiện say xỉn và có ý định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân buộc ở lại để giải quyết vụ việc. Sau khi xảy ra tai nạn, công an xã Mỹ Tịnh An và công an huyện Chợ Gạo đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Sau khi gây ra tai nạn, cơ quan y tế xét nghiệm ông Nguyễn Bá Dương kết quả nồng độ cồn là 301mg trên 100ml máu, vượt ngưỡng trên 7,5 lần so với quy định. Điều đáng nói là khi các phóng viên báo chí đến tìm hiểu vụ tai nạn này, công an xã Mỹ Tịnh An từ chối cung cấp thông tin. Sáng 26 tháng 3, ông Nguyễn Bá Dương, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Tịnh An cùng một số người thân có đến gia đình em M thăm hỏi tặng quà nhưng phía gia đình không nhận. Còn bạn mà thấy sao về tình huống quá chén không làm chủ gây tai nạn này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.